Anh ơi hướng dẫn điều blue mở rộng đi. Ok luôn. Cái này mình hay gọi là điều blue mở rộng bởi vì là đó là điều blue nhưng mà kết hợp cả kỹ thuật bám vào nữa. Đấy, như các bạn đang xem đây. Ở đây mình đang bấm hợp âm đô trưởng nha mọi người. Để tập các kỹ thuật mở rộng của điều blue này, đầu tiên chúng ta cứ tập điều blue theo kiểu này đã. Bát móc đập, bát móc đập. Tiếp theo chúng ta sẽ tập kỹ thuật palm đồng thời với đánh dưới bát. Đấy. Và cuối cùng chỉ cần là ghép vào điều blue vừa rồi là được. Nhớ là cái chỗ mình đánh bát thì mình sẽ đánh palm vào. Tương tự như rửa thì chúng ta tập double palm lên. Cái palm đầu tiên thì ngón cái sẽ giữ vào dây. Cái palm thứ hai thì chúng ta đánh cả bát nữa. Tương tự như rửa người chúng ta có thể là palm 3 lần. Hai lần đầu chúng ta để ngón cái giữ vào dây. Lần thứ ba chúng ta gảy dây bát ra. Kết hợp với palm thì chúng ta sẽ được như thế này. Nếu mà cần hướng dẫn chi tiết hơn nữa thì các bạn để lại bình luận cho mình và đừng quên follow cùng như Thả Tim nha. Bye bye.